chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý vị đến với chương trình thời sự của đài phát thanh Long An hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016. Phần tin trung tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện đoàn Thủ thừa thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, ngành điện lực Bến Lức đầu tư 164,7 tỷ đồng phát triển lưới điện trong 5 năm tới. Quyện Cần Duộc tập trung công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, Quyền Bến Lức nguy cơ lây lan dịch bệnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau cùng sẽ là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện Đoàn Thủ Thừa đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng, vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao. 6 tháng đầu năm 2016, huyện đoàn đã mở được 17 lớp cảm tình đoàn cho thanh niên nông thôn và thanh niên đa học sinh, kết nạp được 560 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên hiện nay là 3.882 đoàn viên. Bên cạnh đó, huyện đoàn thủ thừa luôn thực hiện tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện có hiệu quả đã giới thiệu 49 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, qua đó kết nạp được 9 đảng viên. Đầu tư phát triển thị trấn Vĩnh Hưng có kết cấu hạ tầng đạt chuẩn đô thị loại 4, được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ huyện Vĩnh Hưng. Và đây cũng là một trong những chương trình đột phá của huyện ủy Vĩnh Hưng nhiệm kỳ 2016-2020. Đến nay, 100% các tuyến đường liên xã trong huyện Vĩnh Hưng đã được nhựa hóa, diện màu từ các xã biên giới đến các xã nội địa có bước phát triển mạnh mẽ, mà điểm nhấn lớn nhất chính là trung tâm thị trấn Vĩnh Hưng. Thực hiện nghị quyết quyền quỹ, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm thực hiện, tạo cho thị trấn Vĩnh Hưng một diện mạo mới, diện mạo của đô thị xanh sạch đẹp với nhiều công trình tiêu biểu như công viên kênh 28, hệ thống đèn trang trí đô thị, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cây xanh trên các trục đường cụm dân cư, bào sậy, khu dân cư B7, B11, khu kiosk thấp 10A, công viên khu phố 1, công viên phía đông chợ bào sậy, láng nhựa các trục đường trong cộng dân cư bao sậy. Cùng với đó là việc đầu tư xây dựng nâng cấp các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trường học, bệnh viện và một số công trình công cộng khác đã có phần vào việc xây dựng hình ảnh mới của thị trấn Vĩnh Hưng. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hệ thống lưới điện để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức. Trong 5 năm tới, ngành điện sẽ đầu tư 164,7 tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa hệ thống điện trên địa bàn trong đó sẽ thực hiện 3 đợt dự án cấp điện nông thôn với 95,3 km đường dây và 96 trạm biến áp. Bên cạnh đó sẽ triển khai 6 dự án trạm điện phục vụ sản xuất công nghiệp tại 4 xã, Lương Hòa, Long Hiệp, Nhật Chánh và An Thạnh. Những năm qua, Quỹ ban Nhân dân quyền Bến Lức luôn chỉ đạo cải tạo hệ thống lưới điện, nhất là ở khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 2011-2015, Ngành điện cùng với người dân đã đầu tư mới trên 3.000 km đường dây trung và hạ thế, trong đó người dân đóng góp đầu tư trên 500 km. Bên cạnh đó cũng đã thực hiện đầu tư mới gần 7.000 trạm biến áp, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ và chất lượng sử dụng điện trên địa bàn. Quyền Đức Hòa quy động sự đóng góp của nhân dân gần 27 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng. Đó là kết quả của công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016 trong hệ thống chính quyền từ quyền đến xã thị trấn. Chiếc việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân phát huy tinh thần yêu nước tự giác đóng góp công sức tiền của để thực hiện các công trình phúc lợi cho địa phương các công trình chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông nông thôn điện nước văn hóa thể dục thể thao nổi bật là có trên 18 km đường liên xã ấp được trải đá 04 với kinh phí trên 19,7 tỷ đồng cho nhân dân đóng góp đất đai qua màu và ngày công lao động sau song đó huyện cũng vận động các nguồn lực đóng góp xây dựng và trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa, 16 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm tuổi già trị giá trên 1 tỷ đồng. Do các dịp lễ Tết, các mạnh thường quân khắp nơi cũng chung tay góp sức cùng địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như tặng trên 16.000 phần quà cho hộ nghèo, khám bệnh miễn phí cho trên 234.000 đối tượng, mẫu mắt từ thiện cho 20 cụ già, cấp 204 xe lăn cho người tàn tật với kinh phí trên 6 tỷ đồng. Trên 1,1 tỷ đồng được các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp quỹ ngày vì người nghèo do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Cần Đức phát động từ đầu năm 2016 đến nay đã tạo nguồn lực giải quyết việc làm giảm nghèo tác động tích cực trong việc nâng cao đời sống hộ nghèo tại địa phương. Xác định việc thực hiện công tác giải quyết việc làm giảm nghèo và cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức mình. Các tổ chức thành viên đã thông qua nhiều phong trào đa dạng, phong phú, chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo nói riêng và người nghèo nói chung. Từ nguồn kinh phí vận động, quyện đã tổ chức xây mới và sửa chữa 17 căn nhà đại đoàn kết, 26 căn nhà tình thương, nhà đồng đội, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc điều trị miễn phí cho hộ gia đình nghèo khó khăn. Ngoài 1,1 tỷ đồng, do các cơ quan doanh nghiệp đóng góp gây quỹ, nhiều cá nhân, đơn vị, các tổ chức tôn giáo còn tham gia ủng hộ khám chữa bệnh cho người cao tuổi, hộ nghèo, neo đơn trẻ em khuyết tật hỗ trợ hàng ngàn suất cơm từ thiện tạo việc làm phát triển sản xuất với số tiền trên 12 tỷ đồng. Từ năm 2008 đến nay, mô hình 303 giảm là không xiệt điện, không đặt dấn, có lưới mắt nhỏ hơn quy định, không chất trà cản trở giao thông, giảm tội phạm, giảm tai nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tân Hưng trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt. Đánh giá kết quả xây dựng mô hình này cho thấy tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm được kiềm chế, các đối tượng tệ nạn xã hội được gọi răng đe và được các đoàn thể nhận lãnh quản lý giáo dục, tiến bộ được 24 đối tượng, trong đó có 19 đối tượng gây rối trật tự, 5 trẻ em trầm chặt, dẫn động được 1039 hộ tự nguyện cam kết thực hiện mô hình này. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra trực tiếp dẫn động cho cam kết tự tháo 964 chấn, túi chấn, có mắt lưới nhỏ hơn quy định, bắt giữ xử lý 178 trường hợp dùng sung điện đánh bắt thủy sản, thu 83 diệt điện, 34 bình ác quy, 48 diamo, 32 dàn lưới, ban hành quyết định phạt 116 đối tượng, chuyển kho bạc nhà nước thu phạt trên 576.250.000 đồng. Thời gian qua, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cần Duộc gặp nhiều khó khăn. Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 44% kế hoạch. Sản lượng lúa, rau màu, tôm đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết, tập quán canh tác của người dân và công tác quản lý của nhà nước còn nhiều bất cập. Để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh chỉ đạo tổ chức sản xuất lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả cao, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ quy định của pháp luật về sản xuất nông nghiệp, tạo sự chuyển biến về nhận thức, từng bước thay đổi tập quán canh tác, tuân thủ lịch mùa vụ. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả nâng cao đời sống người dân, các ngành chuyên môn huyện quan tâm tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác phát triển, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản. Giới mục tiêu xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững, huyện tích cực phối hợp với các sở ngành tỉnh thống nhất quy hoạch dùng sản xuất rau an toàn, xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển, đồng thời kết hợp với công ty cổ phần phát triển nông nghiệp cần duộc, lập quy hoạch và triển khai đề án dùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã Phước Lâm, Trường Bình và Thuận Thành, với diện tích 240 ha. cùng với công ty cổ phần Pro Việt, và đại diện nhóm chuyên gia người Úc triển khai dự án cải tạo đất phục vụ dùng trồng rau an toàn và dự án xây dựng nông trại sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn quốc tế ASB tại xã Phước Hậu. Theo lịch thời vụ, thì đến cuối tháng 6, huyện Tân Trụ sẽ giao xã dứt điểm vụ hè thu năm 2016. Nhưng do thời tiết bất thường, mưa ít, độ mặn trên sông dầm cỏ đông còn cao. Đến thời điểm này, nông dân Tân Trụ xuống giống được 4.500 hectare, đạt 75% kế hoạch, chủ yếu là giống RVT và Nàng Hoa. Hiện nay, các xã dùng hạ đang tập trung gieo xạ, trong khi các xã dùng thượng, lúa đang trong giai đoạn tỉa chậm. Sau ảnh hưởng của tình trạng nắng hạn và xâm nhập mặn trong vụ đông xuân, huyện Tân Trụ có 401 hecta lúa bị thiệt hại. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân phải cải tạo đất thật kỹ trước khi gieo xạ, nên cày xới, sổ xả nhiều lần để giảm bớt phèn mặn, kết hợp với sang bằng mặt ruộng và làm rảnh thoát nước khắp thửa ruộng, tránh hiện tượng tích lũy phèn mặn để không ảnh hưởng đến vụ sản xuất hè thu rút kinh nghiệm từ vụ sản xuất lúa đông xuân vụ này nông dân thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng áp dụng phương pháp xạ hàng xạ thưa tạo thuận lợi trong khâu phòng ngừa sâu bệnh hạn chế hao phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tuy nhiên khoảng hơn một tuần nay nắng nóng gây gắt đang xảy ra trên địa bàn quyện một số diện tích lúa non bị thiệt hại bà con đang tích cực bơm nước nhằm giảm thiệt hại cho bà con Nuôi gia cầm thả giường là truyền thống lâu đời của người dân tại huyện Bến Lức. Hầu như gia đình nào cũng nuôi thường xuyên từ hai ba con đến vài chục con gia cầm. Vì thế muốn thay đổi tập quán này cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khó khăn nữa trong công tác phòng chống dịch cúm đó là lo ngại tiêm phòng sẽ làm cho gia cầm ít sinh sản. Người dân vì cái lợi nhỏ mà đánh mất cái lợi lớn. Nếu không tiêm phòng thì dịch sẽ xảy ra và cả đàn gia cầm sẽ bị chết. Lúc đó mức thiệt hại sẽ gấp hàng trăm hàng ngàn lần ông hồ văn định xã nhật chánh huyện bến lức cho biết à, nông thôn thì chúng tôi là chăn nuôi nhỏ lẻ để dành tiệc. trong cái vấn đề tiêm phòng thì cũng không có bởi vì mỗi một cái liều theo tôi biết là một liều thì nó có hơi nhiều tiền thành ra là chủ chủ yếu là mình không không có tiêm phòng ông huỳnh văn bài cán bộ thú y xã nhật chánh huyện bến lức cho biết thêm ờ, nhìn chung trên địa bàn xã nhật chánh thì Bà con chăn nuôi luôn tiêm phòng đủ về dịch cúm và cầm như H5N1 và các bệnh khác nhưng mà chủ yếu là con vịt là bà con tiêm rất là đầy đủ, còn con gà chăn nuôi nhỏ lẻ như vài chục con thì đa số là nuôi để ăn thịt, ít có tiêm phòng. Với lại là do chai thuốc liều tới 250C là chích khoảng 500 gà. Cho nên là bà con cũng là khó để để là mua về để tiêm phòng tại vì nó phí tiền đấy tâm lý giấu dịch cũng làm cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm gặp khó khăn. Khi thấy gia cầm có biểu hiện của dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi thường bán. Hoặc khi gia cầm chết, nhiều hộ còn dứt xuống sông ngòi kênh rạch làm phát tán dịch bệnh ra cộng đồng. Từ thực tế cho thấy, trong chăn nuôi gia súc gia cầm hiện nay đang phải chịu áp lực khá lớn từ dịch bệnh, mà nguy cơ này xuất phát đầu tiên từ ý thức của chính người dân. Theo đó, ngành thú y khuyến cáo dù người dân nuôi ít hay nhiều cũng nên báo cho cán bộ thú y cơ sở để tiến hành tiêm chủng. Đặc biệt khi xảy ra tình trạng gia súc gia cầm chết, dù chỉ một con phải báo cho cán bộ thú y để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm chủng loại virus, vi khuẩn để tiêu độc khử trùng, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Tiếp sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Hiện nay tình trạng phân bón giả kém chất lượng ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến người sản xuất, uy tín các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 2,6 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo thống kê của Hiệp hội phân bón Việt Nam, hiện có khoảng 7.000 loại phân bón đang được lưu hành trên thị trường. Với một số lượng phân bón lớn như vậy đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh phân bón. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo cơ hội cho nạn phân bón giả kém chất lượng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trong việc sản xuất và kinh doanh phân bón gia tăng. Trung bình mỗi năm, lực lượng quản lý thị trường xử lý trên 3.000 vụ vi phạm, thu giữ gần 1.000 tấn phân bón các loại. Ông Nguyễn Hạc Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả này đã phát triển thành hệ thống và có sự tiếp tay của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước. Tới đây, Nghị định 202 sửa đổi về quản lý phân bón, hy vọng sẽ có những thay đổi trong chế tài xử phạt các đối tượng làm ăn phi pháp, để củng cố lại thị trường phân bón đang bị lũng đoàn hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Ali Abdel Aan cho biết quốc gia Bắc Phi đã đáp ứng 85% các yêu cầu của Nga về an toàn hàng không nhằm nói lại các chuyến bay giữa hai nước sau vụ tai nạn hàng không của hãng Kogali Mavia hồi tháng 10 năm ngoái, phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nga Valentina Masvienko Ông Abdel Aan cho hay, khoảng 85% các yêu cầu của phía Nga đã được Ai Cập thực hiện theo như cam kết. Chủ tịch Quốc hội Ai Cập bày tỏ mong muốn phía Nga sớm triển khai các biện pháp cụ thể để nối lại các chuyến bay giữa hai bên. Quan chức Ai Cập khẳng định nếu các chuyến bay giữa Moscow và Cairo được nối lại, đây sẽ là một sự kiện lớn và nói thêm rằng trưởng công tố Ai Cập Nabin Shabdes sẽ tới Nga vào cuối tháng này để thảo luận về các vấn đề an ninh hàng không tại quốc gia Bắc Phi với các quan chức Nga nhằm thúc đẩy việc mở lại đường bay thẳng giữa hai nước. Ngành du lịch của Ai Cập đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi một số nước, trong đó có Nga, Anh, Đức, đình chỉ các chuyến bay tới nước này do lo ngại vấn đề an toàn sau vụ tai nạn máy bay Nga, khiến 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Phát biểu trên truyền hình nhà nước mới đây, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này có thể khôi phục một phần chương trình hạt nhân của mình nếu các cường quốc thế giới không thực thi đến cùng thỏa thuận mang tính bước ngoặt ký kết với Tehran hồi năm 2015. Tuyên bố trên của ông Rouhani được đưa ra một ngày trước khi Iran kỷ niệm một năm đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5-1 gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức. Theo thỏa thuận, Iran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân đó là các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran sẽ được dỡ bỏ. Tổng thống Trump nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân này đem lại lợi ích to lớn vì nó giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định, đồng thời cảnh báo rằng việc vi phạm thỏa thuận sẽ gây tổn hại cho mọi người. Ông cũng thông báo với người dân Iran rằng nước này hoàn toàn sẵn sàng và có thể khôi phục chương trình hạt nhân của mình một cách nhanh chóng nếu các cường quốc thế giới vi phạm thỏa thuận. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Trung biên tập với sự thể hiện của các phát thanh viên Hoài Đức và Phương Thanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.